giống hệt luôn chú. Là làm trò cười cho trẻ nhỏ, hai đứa đứng cười. Rồi xong rồi đó. Chào tất cả các bạn, hiện tại Trương đang có mặt ở Inverland. Đây là một trong những công viên lớn nhất tại Hàn Quốc. Nó giống như là gì ta? Nằm trong Disneyland. Top 10. Disneyland nằm trong top 10 lớn nhất thế giới. Rất là rộng luôn. Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng khám phá. Chắc là đi một ngày, đi một buổi không đó. Nhìn thấy đây là một cái khu vực bán rất là nhiều đồ chơi nha các bạn. Đồ trang trí nè, thú nhồi bông các kiểu. Quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Anh nhỏ nè, anh nhỏ 10.000 hả? Rồi này có 7 đồng, nhỏ nhỏ là dễ cưng nè, miếng cọp. Thế chúng mà chờ cái gì ta?
Hỏi Ngọc thích này không? Chuột thì dễ thương hơn. Chuột mày nhìn thiệt á. Mà nó mèo, đâu thích chuột. mua cho con này. Mua nó đi. Con này bao nhiêu? Này 8 ngàn. 8 đồng à. Cũng được, thích mua thôi. Thì em thấy con nào em lấy cho nó đi. Lúc chút thì không đẹp mà. Con này có con, có cái gì. Con này không quen, không có đồ móc. Ừ. Con này lại có đồ móc nè. Có đồ móc là cái gì vậy? Ừ, nào cũng được hết. Rồi. Ok. Lấy con này rồi. Ừ. Rồi con này một cái. Còn con đây lấy cái khác. Cái này nó không chơi. Ừ, nó không chơi đâu. Con đây thích được chơi kẹo thôi. Thôi, mấy cái súng ở bên Việt Nam đầy. Rồi tính tiền. Mua cho Tony cái đầm. Tony mua cái đầm này cho Tony hả? Đây em mua rồi. Thích, thích ghê. Thích cứ còn khủng long đỏ này ghê luôn á trời. Đây thì đi một vòng đi. Em thấy gặp màu đỏ thích. Không, con đó không thích, em thích nguyên con nhỏ nhỏ như bên kia nãy kìa, đè móc khóa kìa. Mà hết. Thôi được rồi. Đi. Em anh Lan luôn. Wow. Đẹp quá. Các bạn có thể nhìn thấy phía bên dưới nha. Phía bên dưới là nguyên cả một cái vườn hoa luôn đó các bạn. Ôi, rồi sao mình đi lên lại được ta? Kìa, có đường đi lên kìa. Rồi, đi lên đi, lên kia đi. Đây, ngay đây chụp hình đẹp thì bởi gì? Đây, ngay đây chụp hình đẹp. Toàn là đồ chơi không nha các bạn. Halloween, này trang trí Halloween. Giống mình kìa. Con chó biển. Sư tử biển. Hay gấu. Có con gấu màu trắng nè. Ừ. Mấy khủng long kìa. Bằng. Không biết đồ chơi đây lạ thì đảo quá. Bây giờ phải đi kiếm linh vật cho tiên xanh lá. Đúng rồi đó nè. Này 8 ngàn rẻ hơn thấy không? Chim cục quá trang kia là nguyên con khủng long luôn, nó sức mạnh hơn. Sủa, gâu. Các bạn. Cạp gì ơi, cạp vô. Không mới đồ chơi, mấy đứa nít vô đây gặp chịu gì nổi trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
á, cho hai thằng đánh lộn nhau, móc mắt nhau. Thầy thiệt luôn á. Hồi đấy có cái sớm luôn nãy giờ. Hello. Ông Trương Vlog đã dùng tới bản đồ huyền thoại của này là gì Len ta? Inverland, chưa chụp hình này. Má. Inverland. Chứ không phải là Winterland, Inverland. Má bự dữ như suối tiền vậy. Nè nè, nè nè. Nè, mình là 21 nè đúng không? Mình 21 nè, mình đi cáp xuống đây nè. Nè. Nè vô đây nè. Đó, mình đi xuống đây nè Di. Nè Di nè. Bước qua đây nè. Hồi giờ mình đang ẹo lên đây nè. Dừng bông đâu? Ẹo lên đây mà mình đi vậy là đi không đúng. Từ từ. Mà dừng bông nó nằm đâu? Mình ẹo đây nè, ẹo. Đi có thú cọp gấu nè, dắt bên này nữa kìa. Quá trời luôn kìa. Dùng bách thú bên kia. Trời xa ghê đụ má, đi tới sáng chưa tới. Đi tới đâu rồi tới. Đi xuống nè. Thì bây giờ kiếm đường lên. Bây giờ ở đây là cái cáp đi xuống lại nè. Còn ông đi lên đây nè. Cái lo vi tính nè các bạn. Phải lo không? 59 đồ má mắc vậy? 59.000. Cái này ở ngoài, hồi nãy ở ngoài bán bao nhiêu ngàn? 10.000. 10.000 đây bán. 24.000, 25.000 xe còn 17.000 nữa. Bạn không có gì chừng nữa. Đi ra ngoài thôi. Đi. À, chào các bạn, hiện tại thì Trương đang đứng tại một shop quà lưu niệm trong công viên này. Nói chung là ở đây thì cũng lớn lắm, đi không hết các bạn ơi. Bây giờ tranh thủ thôi. Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng Trương vô trong khám phá. Còn mấy trò chơi bây giờ là lúc nào cũng phải đông nghẹt hết, không thể nào đi được luôn. À, nó nhiều quá. Hôm nay mấy con này nó bán mấy con tới đồ cái tóc liên quan vậy ta. Cái nón này nãy chị kêu mua nè. Quá trời. Mấy cái hàng gì xinh quá. Con tài gì dùng quá vậy. Đẹp, lấy đi. Lụm luôn đi, mua luôn. Chị ba. Hình mấy đồng hả? Thích lắm. Tiếp tục. Coi ông cầm này. Đừng dính hết. Quá trời đồ luôn. Màu. Muôn khủng long giống em kìa. Red. Chui vô. Chui vô như thường lệ. Anh làm cái gì trời.
Dì khủng khoái nè ông nè. Cái đầu dì khủng long nè, dì gặp khoái lắm. Đẹp không nha? Đẹp lấy không đi. Cái đầu nó sau lưng này nó gọi giá coi. 223 ngàn. 23 ngàn à. 23 ngàn hả? Ừ. Mà nó không đẹp lắm quá. Nhìn thích chứ. Dám đầu dễ thương. Có gì thích kìa. Không dễ thương mà. Mua là mua cho Tony con với mà. Bi con hai anh em nó chơi là đẹp luôn á. Đầu nó bự quá không? Không. Vừa. Có thân làm sao đó hả? Ở Việt Nam mấy cái má nhìn mới thấy cái thằng luôn quá. Sao đó trời. Ừ, mấy lần. Ở Việt Nam cái này rất là mắc luôn mà như chưa chắc là nó mua được con này nữa. Quan trọng là mình đưa mua ở đây nè. Bây giờ mình đi lượn vòng nữa đi. Đi cầm giùm em tí xíu được không? Nè mấy đứa nít mặt nguyên bộ kìa. Hình nè. 23 đúng không? 23 ngàn đúng không? Rồi ok. Đi. Giống hình luôn mà. Anh bảo cái này mà mua về cho người yêu này nọ kiểu á, nó ôm nó thích lắm mà gì. Đúng rồi, mềm mềm nè. Ôi mà mát mát lắm gì. Mềm mềm đã mà. Mát lắm. Nè, mát nha. Mát cái gan gan chỗ kia gì đó. Thử ôm xuống nó ngồi nè. Thì cái gì quốc đi. Người ta không giống như kia. Không mấy rồi chạy ra ngoài nó mượn tiền không đúng không. Ha. À, cái này cái thun này nó mát. Trời rớt. Thun này là mình xì đã. Mặt quát lắm luôn rồi. Đau chân quá. Tôi chân rồi đụng má như này nó cắn đau quá trời đau. Mày gắt lắm á nha. Ý có năm mày nói 59 ngàn ba. Ý kìa có cái đồ chàng nữa nè. Đã quá. 22 ngàn mới. Mắc lắm. Có cái mình con nhỏ này, cái đầu không bằng như vậy nè bộ luôn đó làm cặp xanh đỏ đây có cái đầu này không bằng như vậy một con xanh với một con đỏ cho hai anh em nói được rồi ha đó con xanh con đỏ luôn hợp lý mua đại đó nhiêu con mua đầu rẻ hơn bên kia 23 ngàn bên kia cũng 23 phải không. Mà nếu mà đúng chất của anh em mình đó là hút cái con bên kia hơn. Ha. Thấy ra. Wow. Con này đúng đẹp luôn trời. Con này đó hả? Màu hồng nữa. Sao mà ba lô đi học nè. Đồ hả ba lô đã vậy. Hả ba lô mà cái này dán lên cái đuôi làm đây làm sao đuôi. Làm cái đuôi á. Cái đuôi làm cái đuôi. À đây tam giác long nè. Đủ cho anh cầm quân cầm làm tao, làm. Tao nhìn thấy mấy cái màu xanh này tao thích nè. Nhìn tao tao ghi nghe nè. Mắc ha, mấy con này mắc, coi thử giá thôi. Coi cho 19 ngàn con á. Santa Mita. Thì thường quá. Trứng khủng long các bạn ơi. Trứng, ôi trong đây là khủng long không luôn á. Khủng long. Mấy con tai. Con nhón. Đâu? Nè. Ờ. Cái con khủng long đỏ này đẹp quá. Hay là mua cho hai đứa nhỏ hai con này được rồi ta. Thì mua con cổ đẹp quá. Má mấy chỗ này vô chút quay xong đứng cho em chụp hình chỗ này tắm. 16 ngàn. Nhiều 16 ngàn. Để đi mua đồng xong được. Để coi con đồng này đẹp không. Ôi sư tử cọp nhìn đã quá à. Bây giờ mua đi. Đang suy nghĩ có nên mua không hay là để mua những cái đồ khác ok hơn. Qua đây coi con cọp. Nhưng mà cái đầu hồi nãy, cái đầu lúc đầu anh Duy cầm á, tao thích bó quá. Qua đây. Ồ, bước lên là đổi màu. Còn bước xuống là hôm nay muốn đổi màu liên tục thì cứ vậy. Cái đó là sụp rồi ba chứ không phải đâu. Mua cái này mà đi quay à. Ôi là
Vâng. Vâng, con này, con này. Khang, qua đây, qua đây nè, qua đây. Cào. Thầy Quân, con này đã ghê nè, 7 giờ 2 nữa nha. Nói thiệt luôn á, đồng chí này là đang mê mấy cái này lắm nè, ghiền lắm rồi. Quân, Quân gồng nè Quân. Phá quá một chút, ngồi chắc người ta đổi. Đây. Đấu nhau đi ba. Vô. Đấu nhau đi. Má giống hịch luôn chú. Là làm trò cười cho trẻ nhỏ, hai đứa đứng cười. Rồi xong rồi đó. Phải vô, xong đó bấm cây. Khủng long mày đẹp nè. Rồi xong sẽ mua thêm kẹo nó thì ok hơn đúng không? Ở con này mọi nhưng bé hạng này dễ thương quá. 11.000 à. Lấy hai con này. Đây. 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 Bên này nè, bên này. Một con gái. Ôi, trời ơi, trời, nó giống vậy. Giống quá vậy. Giống vậy. Ba nè, cái này quýnh lộn quýu lắm mà. Con này cốt tài gấu. Rồi, phiên như siêu nhân gao ba ơi. Này mấy dụng cụ phiên siêu nhân kho nè. Cho. Để là đi ra đi. Nó rời ra đi. Xuất rồi. Bên kia cũng tính được mà. Đang do dự cái này hay là cái kia. Cái nào? Với Bill hay chơi cùng chạy tới chạy lui. Không thích thôi để lấy cặp kia đi. Để lấy cặp kia ok thôi. Lấy đi. Nguyên thế giới kẹo luôn nha các bạn. Này thơm mùi kẹo ghê. Tụi không vừa quay về cái này. Mấy mùi kẹo này cho mấy nhỏ hợp lý hơn thì hàng hơn. Kẹo dẻo tôi đi phái, tôi cũng thích nữa nè. 9.900 nè. Mấy kẹo dẻo tôi cũng thích. Cái hộp này luôn đi. Ơi mấy kẹo dẻo quá trời. Cực kỳ vậy. Duy cầm giùm em. Hộp này luôn. Ủa 50 đồng. 9.900 sao ớt bằng 9.900. Wow. Bình thường là tới 20.000 rồi, bây giờ còn 9.900. Vậy tôi nói mặc sức mà chia. Ê, kẹo ăn thử được không vậy? À quên, có cái bọc gấp kìa ơi. Kẹo có cái bọc kìa, ăn gì gấp đó kìa. Kẹo nổ hả? Thôi chắc được rồi đó, tính tiền cái này đi được ha. Đi.
tay đâu ông cầm chứ. Quay đi.